Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường. Đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất nếu có, để xác định giá của thửa đất cần định giá. Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập dòng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 3 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá. Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng số doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất. Khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình. Theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.